Thế thì tập đoàn của chúng ta vô cùng tiềm năng. Còn những người mà không có tầm nhìn nhé, thì cũng thông cảm cho người ta. Những người không có tầm nhìn thì không biết được rằng ấy, tập đoàn này nó thế này thế nọ, thông tin thì trái chiều, đối thủ thì nó lung lung, nó rình mò để nó chơi xấu. À, thế thì chúng ta cần phải tìm hiểu cho nghiêm túc. À, tập đoàn chúng ta có những sản phẩm công nghệ gì đem đến cho xã hội này cái gì? Đây, và xã hội này có cần dùng những sản phẩm của chúng ta hay không? Đương nhiên ấy, về mặt công nghệ, chúng ta phát triển công nghệ thì có rất nhiều tập đoàn khác cùng phát triển công nghệ. Nhưng sản phẩm của chúng ta là sản phẩm mang hàm lượng chất xám rất là cao, độc quyền và độc đáo. Đây, sản phẩm công nghệ thì kính thưa với các anh chị là rất nhiều tập đoàn công nghệ phát triển, kể cả Việt Nam cũng có rất nhiều những tập đoàn công nghệ. Nhưng mà tại vì sao tập đoàn công nghệ của chúng ta là tiên phong đi đầu, có những cái sản phẩm mà nó mang hàm lượng chất xám rất cao và đăng ký độc quyền sở hữu trí tuệ trên khắp thế giới. Đây, từ Trung Quốc đến Mỹ đến Nhật đến Canada đến Liên minh châu Âu EU đến như là Liên Hợp Quốc. Đấy, tất cả những cái siêu cường quốc trên thế giới kể cả Mỹ cũng đăng ký độc quyền sở hữu trí tuệ. Thì chúng ta biết rằng ấy là một cái sản phẩm khoa học ấy, để mà hiện thực hóa nó ra thì nó cần phải một thử nghiệm chứng nhận. Đấy, cũng giống như cái con nguồn sinh học đấy, bạn Hà Lý đã đi tận Belarus từ nhà máy về đấy. Bạn ấy bảo là để mà chúng ta có sản phẩm nguồn sinh học ấy là chúng ta phải nuôi con dung đất, gọi là con trùng quế đấy, trong 6 tháng ròng, tập cho nó ăn thân đá, thân nâu đấy. Em chào chị Lân Chi nha. Chị Lân Chi bữa nay nó bảnh gái quá. Chào chị Lân Chi nha. Chị Lân Chi hôm nay bảnh quá, chị không ra. Hả? Chị Lân Chi hôm nay bảnh quá, nhìn không ra. Đây, thế thì tiếp tục câu chuyện mà chia sẻ về UT chúng ta. Dạ. Yeah. Thế thì các xin chị chào cả nhà. Dạ cả nhà chào chị. Hôm nay chị vào sớm quá chuẩn bị hết zoom rồi. Hả? Hôm nay chị vào sớm quá chuẩn bị hết zoom rồi. À. Ủa vậy hả? Đâu mà Thư lại vừa nói đấy. Dạ. Thư vừa gọi cho bà Thư vừa gọi cho chị bấm liền đó. Dạ dạ dạ. Ơi chúc cả nhà vui vẻ sức khỏe. Dạ. Thế thì có chị vào thì tiếp tục thêm một tí nữa. Thế thì phân tích về các sản phẩm công nghệ của chúng ta ấy. Hả? À? Ừ, nhưng mà bây giờ chị bận rồi. Bây giờ chị đi công việc này, đi tăng tính đi, bà Tư bà gọi. Dạ, em thấy chị đang bận mà. Em vẫn thấy chị đang bận đấy. À. Dạ. Bây giờ chị có việc tí xíu nhá. Quý vị họp đi nhá. Có gì... ok. Lúc khác gặp lại giờ chị có việc cái nhá. Dạ. Nói chị Tư, như vậy nhá. Sorry. Bài cuối tuần rất nhiều năm. Năm ơi, anh Nam chia sẻ tiếp cái mùng đi anh Nam. Em đang ghi ấy. À, đang ghi. Cái mùng sinh học của chúng ta là những cái con trùng quế đó. Những con trùng quế đó là để mà nuôi, để mà con trùng quế đó mà thải ra cái gọi là nó ăn xong rồi là nó nhả ra đấy. À, nó ăn xong nó nhả ra rồi là nó phân giải đấy. Đây, thế thì cái sản phẩm mà nó phân giải ra tức là cái mùng. Đây, và để mà nó ăn được cái thân nâu ấy, cái thân nâu là cái thời sơ khai của vũ trụ ấy. Đây, cái lớp gọi là lớp đất mà bên ngồi sơ khai của vũ trụ đấy là cái thân nâu đấy, mà nó thải ra cái dinh dưỡng mà còn sơ khai đấy. Đây, cái sản phẩm đó thì nó khi mà nó ăn được cái thân nâu đấy, thì để mà côn trùng quế ăn thân nâu thì phải luyện cho nó 6 tháng đến 1 năm. Đây, tại vì nó không ăn. Tại vì thân trùng quế thường thường nó ăn đất thôi, chứ nó không có ăn thân nâu đâu. Đây. Mà để luyện cho con trùng quế nó ăn thân nâu tức là cái đất này mà còn sơ khai đấy, cách đây trước công nguyên đấy. Đấy, gọi là cái thân nâu đấy. Thế thì nó ăn nó nhả ra thì đó là những cái sản phẩm mà công nghệ cao. Sản phẩm mà chúng ta chiết xuất và đưa thêm những con vi sinh vật vào nữa, tức là gọi là sản phẩm sinh học. Sản phẩm sinh học này chúng ta có hai dạng, dạng nước và hiện nay văn phòng Hồ Chí Minh có trưng bày đấy, dạng nước và dạng giống như sơ dừa vậy, giống như là cái phân vậy. Đây,
Thế thì trung tình nha. Để mà con trùng quế mà nó tập cho nó ăn được thằng nào là khoảng 6 tháng đến 1 năm mà nó thải ra những cái chất dinh dưỡng đó. Và chúng ta có kỹ thuật, có kỹ thuật riêng. Nó thuộc về hàm lượng chất xám đây, nó không được tiết lộ. Nó tiết lộ ra thì nó chẳng còn gì là khoa học hết. Đấy, chẳng còn gì là phát minh hết. Nó có những cái công nghệ cao mà chúng ta nuôi cái ghép vào hơn 1.000 vi sinh vật có lợi ở trong đất ấy, để nó cải tạo đất. Đây, thế thì cái sản phẩm mà mù sinh học của chúng ta là nó bảo vệ sức khỏe cho lòng người đấy. Mà hiện nay tất cả những bệnh viện mọc ra là bệnh viện nào cũng kín người hết. Đây, bệnh viện nào mọc ra cũng kín người hết. Hiện nay lòng người đang vào giai đoạn hủy diệt mà chúng ta không để ý, rất nhiều người không để ý. Rất nhiều người không để ý. Riêng cái giao thông vận tải là mỗi một năm là khoảng 1,5 triệu người chết. Rồi cái bụi mịn và khí thải nitơ dioxit có trong cái phương tiện tham gia giao thông thải ra thì 70% cái lượng ô nhiễm không khí đó thì đến từ ngành giao thông vận tải. Thế thì cái nguyên nhân của sự phát triển là cái ngành động cơ đốt trong đấy, trước đây là động cơ hơi nước đấy. Thế thì cái nguyên nhân của sự phát triển đó là cái sự gọi là cái sự hệ lụy ảnh hưởng đến sức khỏe, mà số người chết sớm mỗi năm ấy được Liên Hợp Quốc công bố là khoảng 7 triệu người. Đây các anh chị, những thông tin này á, các anh chị có thể vào nguồn, các anh chị search cho đối tác các anh chị xem. Số người chết sớm vì bụi mịn trên toàn thế giới. Đây. Khoảng 7 triệu người chết sớm mỗi năm. Thông tin này đưa từ ngày 20 tháng 1 năm 2021. Đây. Thế thì theo thống kê của ai? Của Liên Hợp Quốc. Theo Liên Hợp Quốc, ô nhiễm không khí khiến khoảng 7 triệu người trên thế giới chết sớm mỗi năm. Và chết sớm bởi gì? Các chị có đọc một chút thông tin này. Ô nhiễm không khí khiến khoảng 50.000 người sinh sống tại các thành phố châu Âu tử vong sớm mỗi năm. Đây là kết luận được các nhà khoa học đưa ra vào ngày 20 tháng 1 trong nghiên cứu xếp hạng hơn 800 thành phố dựa trên nguy cơ tử vong sớm do hai thủ phạm hàng đầu gây ô nhiễm không khí, đó là nitơ dioxit và các loại bụi mịn. Nghiên cứu trên được công bố trên tạp chí The Lancet gì này, đồng tiếng Anh thì không giỏi lắm, đã phân tích nguy cơ phơi nhiễm tại từng thành phố đối với khí nitơ dioxit, một loại khí độc có trong khối xe ô tô và các loại bụi mịn bao gồm khối bụi và tro. Đây. Sau đó các nhà khoa học tạo ra công cụ trực tuyến cho phép người dân biết được thứ hạng thành phố của mình trong bảng xếp hạng đấu tranh, cùng với dữ liệu so sánh chất lượng không khí nơi họ sống và các trung tâm đô thị khác. Đây. Các chị có thể đọc hết bài này nhé. Theo Liên Hợp Quốc này, ô nhiễm không khí khiến khoảng 7 triệu người chết sớm mỗi năm. Đây. Các anh chị thấy nha. Rồi á, là số người chết vì tai nạn giao thông trên toàn thế giới mỗi năm. Đây, Đảng Cộng sản đưa tin nè. Đảng Cộng sản chúng ta đưa tin vào năm mấy? Năm 2020. 2 năm rồi, cách đây 2 năm rồi. Thì nó khoảng 1,3 triệu người. Nhưng mà đến nay nó khoảng 1,5 triệu người. Đây. Thế thì bình quân các anh chị lấy 1,5 triệu người, các anh chị cộng với 7 triệu người là 8,5 triệu người. Các anh chị chia cho 365 ngày. Các anh chị chia ra 365 ngày. Số người chết vì bụi mịn ô nhiễm không khí, nitơ dioxit và tai nạn giao thông là khoảng 8,5 triệu người. 8,5 chia cho 365 nó ra là 23.287 người chết mỗi năm, mỗi ngày. Xin phép ngay điện thoại. Tàu lao. Thế thì các anh chị chia ra cho Hữu Đông 8,5 triệu chia cho 365 ngày. Đây. Là nó ra bao nhiêu? Là nó ra 23.287 người mỗi một ngày. Tại vì sao mà bệnh viện chật kín cái gì? Tại vì chúng ta hàng ngày chúng ta hít thở không khí này, chúng ta đang ăn không khí này, đông đang nói và đông đang ăn không khí, và mọi người cũng đang ăn không khí mới sống được. Chúng ta chỉ ngừng thở là cái chết ngay.
nhưng mà các chị thở trong một cái môi trường nó ô nhiễm. Đấy, thế thì bệnh tật nó sẽ đến sớm các chị. Mà bệnh tật nó đến thì nó gây hại cho cơ thể chúng ta, lục phủ ngũ tạng. Rồi á, chúng ta ăn cái gì? Ăn những thức ăn, ăn những thức ăn đưa vào từ miệng. Đấy, thế thì những thức ăn đó nó có hóa chất tồn dư mà từ trong cái quá trình sản xuất chúng ta không được phân giải hết. Thế thì tập đoàn chúng ta có nguồn sinh học rất là tiềm năng. Rau vườn chúng ta hái cái là bỏ vào miệng ăn, ăn luôn không cần rửa gì đâu. Nếu mà cái áo chúng ta sạch sạch thì chúng ta chùi chùi cái bụi sơ sơ nó bám bên ngồi đây thôi, chúng ta bỏ vào mồm chúng ta nhai luôn, nuốt luôn, sức khỏe chúng ta đảm bảo. Tại vì sao mà thế giới người giàu luôn luôn có một cái trang trại ở quê, đây có một cái vùng ở quê, người ta về người ta để người ta tự sản xuất, người ta để hưởng không khí trong lành, đây để tăng tuổi thọ. Đúng không chị Hồng? Mê lắm luôn anh Đông à, mê cái mùn lắm rồi đó. Thì ai cũng mê, không phải chị mê đâu, ai cũng mê thôi. Riêng bên Việt Nam chúng ta là chỉ dưới 1% là cây cối nó xanh tươi, không cần phân bón gì trơn ấy, không cần thuốc trừ sâu gì trơn ấy. Mấy ngày nay ở trong Sài Gòn các anh chị đi đổ xăng cực lắm, 3 cây xăng, 4 cây xăng mới đổ được 30.000 bạc xăng. Xăng không hiểu là lý do vì sao mà nó không có, khan hiếm hay là nó vì cái lý do gì mà đi đổ xăng không có luôn á. Cho nên mình mới thấy cái công nghệ của mình là nó mới đẳng cấp. Tại vì xăng á vốn dĩ nó cũng không phải là vô hạ. Chị Hồng ơi, bây giờ để chị Hồng chia sẻ một lúc nha, em Đông đi đóng cháu cái đã. Chị Hồng chia sẻ một lúc đi cho mọi người giao lưu cùng mọi người đi, không phải cũng quan trọng như đâu mà cứ mọi người giờ giao lưu thôi nhiều, chứ. Nhiều tại vì em á là em muốn nhờ anh Đông á là chỉ giùm cho em cái vô cái trang RTA. Rồi chờ tí em đi đón cháu về cái rồi em xin phép mọi người em để giùm ở đây em đi đón cháu tí đã. Dạ đón con cái đã. Cảm ơn Đông nha. Dạ. Cảm ơn anh Đông. Chào em Hạnh, hôm nay em Hạnh đến văn phòng nha. Em Hạnh phải cung cấp lương thực thực phẩm cho mọi người là phải sạch đấy nha, phải trích nguồn đấy nha, chứ họa từ mồm mà ra là đó đấy. Tạm biệt người cha cần mẫn. Dạ chị Hồng chia sẻ đi chị Hồng. Cái mùn vi sinh á, em thì là em làm thích trồng cây, thích trồng trọt lắm, mà không biết là ở văn phòng còn phát mùn nào không, ngay mốt có anh chị nào ra mang ra cho em ít gọi là gì, phân giun à, phân trùn à. Cái đó thì Liễu liên hệ với Lý đó, chắc Lý cầm ra đó. Dạ Lý cầm ra đó. Mùn đất và mùn nước, còn lê thì bọn này ăn hết rồi. Lê táo thì chia ra hết rồi. Em đang nói, em có mấy người đang hỏi em á, sao lại có dạng đặc với lại dạng loãng, dạng nước, sao lại có dạng gì, dạng khô và dạng nước vậy chị? Thì đúng rồi, phân giun mà, nó có cả phân thì riêng thì đặc, dạng khô, còn nước tiểu thì nó là nước, thì hai loại đấy. Ông mọi người cười, thì đúng rồi, đưa từ Belarus về quý lắm đấy, em xin mà không biết được không đây, đừng có nói là xin kén. Phải nói là chủ tịch mình á quá tuyệt vời luôn, đúng là một cái vĩ nhân hạ thế giải quyết cái vấn nạn toàn cầu này, được cứu lại cái hành tinh này chứ không thôi chết. Ở bên Mỹ người ta cũng có một cái loại mùn vi sinh mà cũng rất là tốt. Mỹ người ta dùng bao năm nay á thì cái loại mùn vi sinh của họ cũng rất là tốt, cho nên là không biết là chắc đương nhiên là cái công nghệ của hai quốc gia này là khác nhau rồi. Có điều là em thấy là cái con giun mà nhập khẩu từ California của Mỹ về dành cho cái công nghệ này, tức là chúng ta vừa kết hợp những cái ưu tú của nước Mỹ và cái công nghệ của Unique, thì em nghĩ là cái loại mùn của bên mình nó ưu việt hơn rất là nhiều. Chưa tránh, nhưng em nhận thấy là
nếu mà được dùng á, được trải nghiệm, được dùng thì thực sự rất là tốt luôn á. Chắc có thể là cổ đông của mình đó là hùng lại xong đưa về Việt Nam chia ra. Hình như mình có thể đặt được á chị, tức là hình như là đó. Một chai là một rúp à chị, một chai là một rúp, mình đặt từ bên Belarus về thì có khi là cái chi phí vận chuyển nó cũng đắt đỏ, thì nghe đâu đó là cũng một. Đào Trang Mạng, Bình Hà Hải, 42 tuổi, là một nữ dân thiểu ở Đà Nẵng. Mình đã đầu tư phần tập rồi. Có nghe được không? Nghe không? Có thứ gì vậy? Chưa nhìn cái gì? Nghe được không cô? Chưa mở ra mà, đã nhìn cái video đâu. Ủa? Thế con vừa xem màn hình được ta? Chắc mạng okay, bị lắm. Mà không nhìn cái video. Rồi, thế rồi. Xin chào các bạn. Mình là Lại Thị Tuyết Mai, 42 tuổi, là một chủ doanh nghiệp ở Đà Nẵng. Mình đã đầu tư vào tập đoàn Ulicky Stick Technology, được gọi tắt là tập đoàn UST, vì đây là một cơ hội độc đáo tạo ra một tương lai sung túc cho chính mình và người thân. Và mình vô cùng vinh dự được phục sự lớp học khóa K6 nhân bản sứ giả gieo hạt kim cương tại thành phố Đà Nẵng vào thời gian tới. Trân trọng kính mời các bạn đến với lớp học K6 để tìm thấy con đường ngắn nhất để đạt được mục tiêu tài chính cho tính cho cuộc đời mình. Xin chào, tôi tên là Hồ Đức, tôi đến từ Nghệ An, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Tôi từng là một nhân viên văn phòng. Trong những năm qua, vấn đề về môi trường như ô nhiễm, biến đổi khí hậu toàn cầu, mức nước biển tăng cao, ngày càng diễn biến phức tạp và tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của các quốc gia, tới đời sống và sức khỏe của con người. Hiểu được điều đó, tôi đã đầu tư vào UT vì tôi mong muốn đóng góp một tương lai an toàn và thân thiện với môi trường. Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống của chúng ta. Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ một tương lai xanh. Hãy đến với khóa học K06 được tổ chức tại Đà Nẵng để nhận ra được những giá trị tuyệt vời mà UT mang lại cho các bạn. Tôi Ngô Thị Lan, 55 tuổi, giáo viên tại Đà Nẵng. Tôi đầu tư vào UST vì giải trí vận tải này đang được xây dựng tại UAE Dubai. Tôi đã tận mắt nhìn thấy vận tải đường dây hoạt động như thế nào tại Exit Robot. Hãy đến với khóa K06 nhân bản sứ giả gieo hạt kim cương để nhận được thật nhiều giá trị từ những con người chia sẻ thực tâm. Họ đã đến tận công trường, ngồi trên những con tàu, phương tiện giao thông thông minh của thế kỷ 21 để nói với bạn tự đáy lòng về sự tuyệt vời này. Đà Nẵng chúng tôi sẵn sàng chào đón các bạn. Mình là Phạm Thị Thi Tư, 64 tuổi, là giáo viên kế nhiệm ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình đã được tư vấn ESP vì dự án này được ủng hộ của 210 nước. Vô cùng vinh dự được phụng sự khóa 6 nhân bản sứ giả gieo hạt tại thành phố đáng sống Đà Nẵng. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Phan Thị Yến, năm nay 64 tuổi, là giáo viên kế nhiệm. Hiện nay đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng. Mình đã đầu tư vào USP vì cái loại hình vận tải này có thể cứu sống hàng triệu sinh mạng. Chính vì thế mình thấy cái loại hình vận tải này, mình thấy dự án này rất là nhân văn. Mình muốn lan tỏa và đóng góp cho dự án để dự án mau trở thành hiện thực. Và để hiểu thêm về dự án thì mình hẹn gặp lại các bạn ở Đà Nẵng trong những ngày tới. Xin chào. Xin chào các bạn, tôi là Lê Hữu Đông, tôi là một kỹ sư con đường, năm nay tôi 41 tuổi. Tôi đến từ thành phố Đà Nẵng. Tôi đã đầu tư vào tập đoàn UST
Unity Steam Technology. Vì loại hình vận tải này giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng tắc đường. Thưa các bạn, giữa tháng 10 năm 2022 vừa qua, sau một trận mưa lớn, thành phố Đà Nẵng bị ngập chìm trong nước, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tất cả các phương tiện tham gia giao thông bị ngập chìm trong nước. Tôi rất mong muốn rằng công nghệ UNT của chúng tôi nhanh chóng tiến ra thị trường đời sống thực tiễn. Chúng ta hãy nỗ lực hành động để công nghệ UNT của chúng ta nhanh chóng tiến ra thị trường toàn cầu và nhanh chóng về đến Việt Nam. Tôi rất vinh dự được phục sự trong khóa học K06 nhân bản sứ giả du học thiên vương được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 11 năm 2022. Hân hạnh được chào đón tất cả các bạn đến thành phố Đà Nẵng xinh đẹp. Hẹn gặp lại các bạn tại thành phố Đà Nẵng. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Đặng Thị Linh, năm nay 25 tuổi. Tôi là chủ kinh doanh thời trang tại thành phố Đà Nẵng. Tôi đã đầu tư vào tập đoàn UNT vì loại hình vận tải này an toàn và thân thiện môi trường hơn. Rất vui mừng được chào đón các bạn đến tham dự khóa học K06 nhân bản sứ giả gieo hạt yêu thương, để được các anh chị đi trước truyền đạt những kiến thức vô cùng giá trị. Hẹn gặp lại và chào đón các bạn tại thành phố Đà Nẵng. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn, tôi Đặng Thị Bích Liễu, 38 tuổi, một người con của thành phố Đà Nẵng. Tôi đã đầu tư vào tập đoàn UST bởi vì đây là loại hình giao thông vận tải nhanh hơn và rẻ hơn so với tàu hỏa. Để xây dựng 1 km đường sắt phải tốn vài chục triệu đô cho 1 km đường, nhưng đối với loại hình giao thông vận tải UST chỉ tốn từ 5 cho tới 10 triệu đô cho 1 km đường với vận tốc 150 km/h nội đô và 500 km/h liên tỉnh. Chào mừng tất cả các anh chị em và các bạn đến với khóa 6 nhân bản sứ giả du hành kim cương Đà Nẵng. Chúng tôi đã sẵn sàng để chào đón tất cả các anh chị em và các bạn. Chào cô chú anh chị và các bạn, tôi tên là Lê Minh Tuân, hôm nay 22 tuổi, tôi đến từ Hà Nội. Tôi đã đầu tư vào dự án UST vì tôi ủng hộ cho ý tưởng của tổng công trình sư Anatoly Yunitsky. Ông là một nhà khoa học đã có hơn 200 phát minh, hơn 20 đầu sách trường khảo và hơn 200 bài báo khoa học. Ông cũng là lãnh đạo của 2 dự án lớn của Liên Hợp Quốc và nắp mắt rồi, tiếc chưa? Sao mạng rồi? Thế chị em. À, bây giờ em thấy có Zoom Sài Gòn đang mở ạ. Thì không biết là có giao lưu được với văn phòng Sài Gòn không ạ? Chị Hồng đang ở nhà hay ở văn phòng vậy chị? Hồng bữa nay đậu hũ nó sốt hết cho nên là Hồng không có xuống văn phòng được á. À dạ dạ. Em nghĩ là mọi người đang ở văn phòng hình như đang bận chia sẻ sao? Họp á, hình như là chú Thắng cho họp á. À dạ. Có anh Vũ á. Vũ ơi, có giao lưu được với văn phòng Sài Gòn không Vũ ơi? Mời bác Thắng. Nếu mà đang họp thì thôi á, tại vì em thấy có một bác đang phát biểu á. Ừ, chắc đang họp. Bác Thắng cũng có ý định trao đổi với phòng Zoom mà. Thì bây giờ mình cứ phát biểu cảm nhận đi, là tí Bác Thắng sẽ phát biểu. Dạ, thì đó là những anh chị, các cô, các anh chị đã những ngày qua làm những cái video ngắn để chia sẻ chào đón quý cô chú anh chị đến với K06 ở Đà Nẵng. Thì lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức cái khóa học này và cũng rất rất mong là có rất nhiều học viên hội tụ về đây để cùng tham gia cái khóa học. Và chắc là cũng sẽ có rất nhiều những anh chị ở khắp mọi miền đất nước cũng sẽ yêu mến Đà Nẵng mà đến khóa học của chúng ta, phải không ạ? Đúng. Vậy thì nếu như mà không biết là
Dạ, ở thành phố Vinh ở Nghệ An thì các cô Lượng, chị Lan đâu có đi được không ạ? Cảm ơn Đà Nẵng. Cảm ơn Đà Nẵng thân yêu, cảm ơn những người bạn cùng chị Hướng. Nghệ An rất muốn được bay đến Đà Nẵng ngay bây giờ luôn. Với cái không khí tuyệt vời như thế. Nhưng đang do một vài cái công việc gia đình để sắp xếp đã. Rồi Nghệ An sẽ đăng ký sau nhé. Dạ vâng cô ạ. Cảm ơn Đà Nẵng, cảm ơn tất cả anh chị em. Dạ vâng, con chào cô. Thế thì từ ngày 1 tháng 11 là bắt đầu cái khóa học rồi ạ. Và ngày hôm nay cái video chào đón khóa 6 cũng đã hoàn thành. Thì đây cũng là cái video mà giống như một cái lời mời, một cái lời chào đón những quý cô đông, quý cô chú, anh chị đến với khóa học để chúng ta tìm hiểu những cái giá trị tuyệt vời của UT, xóa đi để loại bỏ những cái nguồn thông tin tiêu cực, tiếp tục hành động học tập chia sẻ, đúng không ạ? Và nếu như mà văn phòng thành phố Hồ Chí Minh mà không thể bật mic, bác Thắng muốn giao lưu đấy, bác Thắng muốn giao lưu phòng Zoom đấy. Anh Vũ kết nối với bác Thắng giúp em được không? Vâng, mời bác Thắng đi. Anh Vũ kết nối bác Thắng giúp em được không? Nếu như không. Rồi, xong buổi Zoom hôm nay. Các bạn thấy cái sự nỗ lực của các bạn ở Đà Nẵng, từ MC cho đến người cao thủ như Lê Hữu Đông, mặc dù gia đình gặp rất là nhiều khó khăn trong cái đợt dịch vừa rồi, nhưng mà nói chung là ngày đêm lo cả chuyện pháp lý, cả địa chỉ, cả hậu cần đó. Cho nên là chúng ta comment số 1 để cảm ơn các bạn chiến binh ở Đà Nẵng đang rất là nỗ lực để làm sao cho cái khóa 6. Ngoài ra lại còn phải đi ngoại giao. Và có một cái tin rất là vui mừng là bác Lê Trung Thành, bác ấy là phó chủ tịch của VCLA, Hội Liên hiệp những người sáng tạo Việt Nam, rất là ủng hộ. Trong cái cơn bão truyền hình thì bác ấy bảo là làm đúng là bác ấy bảo vệ. Và đêm bác ấy gọi cho Bộ Giao thông Vận tải có tín hiệu như là bác ấy gọi điện, và có những cái tín hiệu như vậy. Để còn có những cuộc điện thoại của Trung ương vào nói cái này nói cái kia, là bác ấy cũng truyền đạt cho đội nhóm. Và sau khi được giải thích thì bác ấy rất là có niềm tin, và bác ấy tạo điều kiện hết sức luôn cho mình tổ chức cái khóa năm này nữa, ngay cái tại cái văn phòng của hiệp hội luôn. Cho nên là rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đấy, những cái ngày mình ở Đà Nẵng thì mình chứng kiến sự nhiệt tình của các bạn Đà Nẵng rất là nỗ lực. Rồi các bạn phát biểu cảm nhận đi sau cái buổi Zoom ngày hôm nay. Chứ đây trong khi mình chờ bác Thắng. Còn nếu bác Thắng bận thì 11 giờ là mình kết thúc, phải lo nhiều việc khác. Mở mic cho cô Thư ơi. Rồi. Thôi có một bác Thắng. Rồi bạn. Bác Thắng có chưa? Bác Thành á. À bác Thành hả? Rồi mình MC điều khiển đi nhá. Các bạn nào mà định phát biểu thì mình giơ tay nhá. Dạ. Ở đây bác Thành thì chắc là đi đâu rồi á, nên là cuối này này là mình cảm nhận thì là những người đã theo dõi nhá. Dạ vâng. Còn đến vào thì đâu thì vâng, thì cũng không có đông người để mà chia sẻ những cái cảm nhận phải không ạ? Thì cái buổi Zoom buổi sáng ngày hôm nay làm cái buổi Zoom về học tập và cũng đã duy trì được một thời gian khá là dài với sự dẫn dắt của cô Thư, thì cũng đã giúp cho rất nhiều người nhận ra những cái giá trị lớn của Skyway và giúp lan tỏa cho cộng đồng từ Nam đến chị Bắc, đúng không ạ? Hiểu được cái giá trị này, đồng hành cùng ngài chủ tịch và giúp cho gia đình mình sung túc giàu có 2-3 năm tới. Và cô Thư có cái bí quyết tuyệt vời, đó là cô chia sẻ 10 cái lý do mà đã tham gia Skyway thôi. Và gần đây thì văn phòng Đà Nẵng học tập 10 cái bí quyết đó. Cái chủ đề học tập ngày hôm nay rất là thiết thực, là bởi vì sao? Bởi vì cô đến văn phòng Đà Nẵng và cô đã phát động cho anh em cổ đông văn phòng
thế nào cũng phải học, học 10 cái lý do đó, học thuộc và để chia sẻ. Như thế thôi mà cũng đã làm cho anh em chăm chỉ hơn hẳn, học tập nghiêm túc hơn để chúng ta chia sẻ một cách thành một bậc chuyên nghiệp hơn, phải không ạ? Hôm nay rất vui chào đón bác Thành, hình như là bác vào hơi trễ phải không ạ? Dạ, mời bác mở mic lên giao lưu một chút trước khi kết thúc Dung đúng không ạ? Dạ, con mời bác ạ. Bác thì mới tham gia được ít thôi, cho nên là đây cô Lường có gửi đường link, nhưng mà cái đường link gửi sau này thì vào được, còn đường link gửi cũ thì không vào được, cho nên là vào muộn nhé. Còn nói chung thì cũng nghe nhiều người chia sẻ thì nói chung là rất tốt, đây là tuyệt vời rồi. Cảm ơn cô Liều nhé. Dạ, bác ơi, bác giới thiệu tên này, tuổi này, rồi bác tham gia vào UST thì bác có niềm tin như nào, bác chia sẻ để lấy thêm năng lượng cho lớp trẻ. Xin cảm ơn bác. Bác năm nay là, bác là Phan Trung Thành, năm nay là 77 tuổi, em 3 tuổi đầy 80 đấy. Được cô Lường là cô giới thiệu vào, cho nên là cũng vào tham gia với chương trình. Nói chung cũng số cổ phần thì mới tham gia được ít thôi, là mới được có tham gia đợt này, đợt thứ ba đó. Còn đợt đầu tiên chỉ được có 1.000 đô thì được mà trả góp thì được 30.800. Đợt thứ hai thì được 20.000, 20.000 tức là mua cái giá thấp á, mua cái giá là có là 12 triệu á thì được 20.000. Về đợt này thì cũng mua, tức là sau khi là mình đã có mã số rồi á, mã số nhưng mà cái giấy chứng nhận thì chưa nhận được. Thì như vậy là mua cái đợt thứ ba này thì cũng chỉ mua có 1.000 nhưng mà cũng trả góp. Thì cũng đứng nhờ anh em giúp đỡ cho nên trả cho họ dần dần. Thì nói chung thì cái công ty SKWay mà cái đường dây giao thông, đường dây trên cao này thì tuyệt vời rồi. Anh có 6 cái lợi ích thì nói chung là cũng nghe rất rất hiểu rõ 6 cái lợi ích này rồi. Mà nhất là để mà an toàn cho mọi người, tất cả mọi người là sử dụng cái phương tiện này là được an toàn tuyệt đối. Nhưng mỗi năm là như vậy, riêng Việt Nam mình là mỗi năm là đến hơn 3 triệu người bị chết vì tai nạn giao thông, số bị thương thì chưa tính hết nữa. Cho nên là lợi nhất là lợi về cái tính mạng về con người là cái đó còn quan trọng nhất. Còn nói chung thì công ty này thì rất rất là tuyệt vời. Tôi nghe được là đến 6 cái lợi ích của cái giao thông đường dây trên cao này. Nói chung là xin cảm ơn chương trình. Và rồi nghe được cái gì thì tôi xin có cảm nhận sau. Cảm ơn mọi người nhé. Dạ vâng, cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Và rất vui được giao lưu với bác trong những cái buổi Zoom kế tiếp ạ. Nếu mà có thể chia sót về cái linh dung thì mong bác thông cảm. Và tại vì bác vào sau nhưng mà cũng mong là được giao lưu với bác thêm những lần sau nữa. Còn bây giờ thì xin chào và xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những cái buổi Zoom lần tới ạ. Và trước khi chia tay vòng Zoom thì xin phép được chụp tấm hình kỷ niệm được không ạ? Vâng, cảm ơn nhé. Cảm ơn cô Liều nhé. Dạ. Liều chờ chút thì liên hệ bác Thắng đi nhé. Liên hệ bác Thắng chút. Tại vì là hôm nay cái kế hoạch của mình là đến 11:30 để cho bác Thắng có cái gì để trao đổi với Dung luôn đấy. Bác nói bác có vào mà cái chú này đang phát biểu lâu quá này, bác chưa phát biểu, bác chưa vào được đấy. Bác Phạm Văn Thắng nè. chủ tịch Sơn Tích đấy. Rồi mình nhớ kia vậy. Dạ. Xin chào bác Thành ạ. Hôm nay rất là vui. Dạ. Riêng là Nghệ An quê bác là nói chung là cả nước hướng về, bởi vì là quê hương Bác Hồ có những cái tình cảm rất là đặc biệt. Và xin cảm ơn đội nhóm của chị Lượng hoạt động rất là tích cực. Dạ. Thì em xin tự giới thiệu, em là Phạm Thị Kim Thư, là giáo viên về hưu. Quê ở Thái Bình.
Vâng. Vào Nam dạy học từ năm 80. Vâng. Và sau khi về hưu từ khoa quản lý giáo dục Đại học Sài Gòn ấy, thì được chia sẻ cái giá trị về UST mà bác vừa nhắc đến có 6 cái lợi ích kìa. Vâng. Thế nhưng mà kỳ vừa rồi á, có cái phái đoàn đi Belarus về thì mới thấy được cái hệ sinh thái nó vô cùng khổng lồ nữa. Và ai cũng phải trầm trồ trước cái tài sản trí tuệ của ngài Anatoly Zhulinsky. Mà bản thân mình ấy có rất là có diễn phúc được đồng hành cùng với những ý tưởng vĩ đại như vậy. Thế thì ở trong Dung ấy, hôm nay đội Nghệ An mời được một mẹ 84 tuổi, sau mẹ thì 37 tuổi. Thế thì bọn em cứ lấy cái tuổi của ngài Anatoly Zhulinsky là 73 tuổi. Thế trên 73 coi như là anh chị của chủ tịch. Thế còn thấp hơn chút là em chủ tịch. Thế thì em muốn chia sẻ với em bác là nếu như mình không có cái cơ duyên được đồng hành ấy mà, thì cái tuổi già của mình thì cũng rất là bình thường rồi. Thế nhưng mà nhờ mình tiếp cận bằng cái kinh nghiệm cuộc đời ấy mà, thì mình phân tích. Đấy, thì bác khi mà bác có niềm tin mà bác tích cực vào cuộc Dung như này ấy, thì một cái lời nói của bác, tức là bác trao cái cơ hội kim cương cho tất cả những người xung quanh. Chính vì như vậy cho nên cái tuổi già nó có giá trị. Dạ. Thế thì thưa anh chị em mình, thưa anh chị em của ngài Anatoly Zhulinsky á, thì cái nhìn vào cái gương của chủ tịch á, 73 tuổi mà đến 40-50 năm không nghỉ, một ngày làm mấy chục tiếng đồng hồ, cứ làm hết cái này xong lại chuyển sang cái khác, và bây giờ trong một cái hệ sinh thái mà người ta cảm nhận là một người bình thường không thể đảm đương được, chỉ có thể là một cái sứ mệnh rất là cao cả. Đấy, thế cho nên muốn chia sẻ. Và hôm nay trong cái Zoom ngày hôm nay á, thì các bạn thấy thán phục cái kỹ năng chỉ cho mình những cái kênh vào để mà phân tích lợi hại từng cái từ chối của khách hàng, đúng không? Từ cái loại hình này loại hình kia, nói có sách mách có chứng của bạn Hưu Đông. Đấy, cho nên rất là tuyệt vời. Và hôm nay cái Zoom chủ đề của mình là học tập này. Cho nên là đây là một cái môi trường cứ sáng thứ bảy bác Thành nhá. Chỉ là mà quên mở lớp thì là bác nhớ. Cứ sáng thứ bảy là bác đến là niềm tin vững chắc đấy. Bởi vì cứ tham gia vào là mình có niềm tin vững chắc. Thế thì bây giờ bác cũng chẳng cần phải làm gì, bác cứ bảo con cháu sáng thứ bảy vào đây ngồi nhà mình cũng là ok rồi, đúng không ạ? Cũng khỏe như vậy đó. Thế thì xin cảm ơn tất cả các bạn có mặt, và chúng ta tiếp tục phát biểu cảm nhận về cái Zoom, đặc biệt là cái video của Đà Nẵng với các bạn rất là nhiệt huyết. Đấy, trong mấy ngày vừa qua mà từ nay đến hôm đó hết sức nỗ lực. Xin cảm ơn cả nhà. Vâng, cảm ơn cô Thu nha. Cô Thư. Cảm ơn cô Thư nhiều nha. Cảm ơn bác Thành nha. Hôm nay mình ngồi trên Zoom với bác Thành là mình được làm quen với cái khuôn mặt chị Thanh Hương này từ Lào Cai nè. Vâng. Bạn đi Vũ Đông là kỹ sư cầu đường. Đấy, lúc nãy có trình bày rồi. Thế còn bạn này thì là coi như là đội trưởng đội phụng sự Hồ Chí Minh. Vâng. Rất tuyệt vời. Dạ. Vâng. Còn cả nguyên một cái văn phòng Sài Gòn đang học này bác này. Đang học này. Vâng. Người đang học bàn chiến lược. Đấy. Vâng. Thế bác có con cháu ở Đà Nẵng không bác? Không ạ. Chỉ có anh em thì có. Anh em thì có. Vâng. Thì anh em ở Đà Nẵng thì bác nhớ kết nối với Liễu với Đông. Để mà đi học cái lớp. Quá xấu. Vâng. Dạ. Chào bác Thành nhá. Cảm ơn nhá. Tên là nhân bản sứ giả giao hạt kim cương. Lào Cai xa xôi đấy ạ. Lào Cai rất xa. Bây giờ Lào Cai giao lưu sau rồi nhỉ tí nhỉ. Lào Cai năng lượng, Lào Cai xa xôi nhưng Lào Cai rất năng lượng, rất là đam mê. Dạ. Vâng, em xin cảm ơn toàn thể các cô chú anh chị em đã có mặt trong buổi cung hôm nay. Hương vừa có một chút công việc bận ở bên tập đoàn bên này, thì xin được trở lại cùng giao lưu cùng với anh chị em chúng ta.
Vâng, thì vừa rồi thì chúng ta đã được nghe bạn Hiễu Đông đã giới thiệu về tổng quan và những cái công nghệ mới nhất của chúng ta và những cái hoạt động ạ, hoạt động cụ thể luôn mà các anh chị em cũng đã vừa trở về từ Dubai. Tức là chúng ta thêm từng cái hoạt động nho nhỏ ạ, từ đến văn phòng rồi đến nhà sản xuất, rồi ngồi trên con tàu và gặp ngài chủ tịch của chúng ta, và đặc biệt là gặp các kỹ sư, công nhân làm việc trực tiếp tại các cái xưởng, nhà xưởng của chúng ta để làm ra các sản phẩm, ra các thành phẩm để chúng ta đẩy mạnh quá trình thương mại hóa. Và các anh các chị kỹ sư đã nói rằng gì? Tất cả các bạn Việt Nam, chúng tôi vô cùng cảm ơn các bạn, vì có các bạn mà chúng tôi làm được như thế này là bởi các bạn. Nếu như các bạn không cho động lực này, chúng tôi cũng không thể hoàn thành được như thế này. Và các sản phẩm của chúng ta đã vô cùng tuyệt vời các anh các chị ạ, các cô chú anh chị ạ. Và các sản phẩm của chúng ta là ăn tươi luôn này, cũng không cần phải làm chín ạ, quả biết chúng ta hái tại cây và cũng ăn luôn. Và các sản phẩm của chúng ta nó vô cùng là thông minh, độc đáo, và nó vô cùng là tuyệt vời ạ, và nó vô cùng có giá trị cho nhân loại, cho loài người của chúng ta, cho cỏ cây muôn loài vạn vật. Vì vậy mà cái công nghệ UOT này nó vô cùng là tuyệt vời các anh các chị ạ. Và đây nó là con đường của tương lai mà chúng ta cần phải hướng tới nó ạ. Cần phải có nó thì chúng ta mới có sự sống bình an và hạnh phúc. Vì cái công nghệ UOT của ngài chủ tịch đã cống hiến cả cuộc đời mình cho khoa học để làm ra cái công nghệ này. Nó giải quyết triệt để ba cái vấn nạn lớn nhất trên toàn thế giới. Thứ nhất là cái vấn đề không có ô nhiễm môi trường, và thứ hai không có tai nạn giao thông, và thứ ba là không có tắc đường kẹt xe. Thì chúng ta không bao giờ chúng ta mắc phải cái khí thải của ô tô, xe máy và khí thải của bất kỳ một cái động cơ nào ở trên thế gian này, thì chúng ta có cuộc sống bình an. Và đặc biệt con tàu của chúng ta nó chạy trên cao ạ, nó cách mặt đất thấp nhất là 15m đến 30m. Đấy, trong đô thị thì sẽ chạy tốc độ 150 km/h, nhưng ngoài đô thị là chạy đường cao tốc là 150 km/h. Và chúng ta sẽ hoàn thành còn con tàu là 1250 km/h nữa các bạn. Nó vô cùng là tuyệt vời. Đấy, vì vậy mà chúng ta đang hoàn thành cái nhiệm vụ ở cái giai đoạn 14.2 là chúng ta hoàn thành lấy cái giấy chứng nhận của con tàu 500 km/h. Nó vô cùng tuyệt vời các anh các chị ạ. Vì vậy sau khi hoàn thành này thì chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn 15. Thế nhưng nghe nói rồi là quỹ của chúng ta sẽ cân đối trong giai đoạn 15, chưa chắc chúng ta sẽ có cơ hội mua cổ phần nữa đâu ạ. Bởi vì giai đoạn 15 là quỹ của chúng ta sẽ tự cân đối bằng các cái hợp đồng, và chúng ta sẽ không phát hành cổ phần gốc nữa. Vì vậy mà trong cái giai đoạn áp chót này, hôm nay đã chuyển sang 14.3 rồi, thì chúng ta giá số cổ phần nó sẽ giảm đi và số tiền ta vẫn như vậy. Vì vậy chúng ta rất thiệt thòi trong giai đoạn này. Nhưng dù sao cô Hương chia sẻ là hãy tranh thủ sở hữu số cổ phần trong cái tình thương yêu của ngài chủ tịch đã tiên cho chúng ta, đang giúp đỡ cho chúng ta những cái gói quà tặng tiên rất là tuyệt vời. Chúng ta tranh thủ chia sẻ cơ hội này đến tất cả mọi người xung quanh chúng ta, anh chị em, con cháu chúng ta và bạn bè đồng nghiệp chúng ta, hãy nắm bắt cơ hội này. Yeah, vì biết rằng đây là con đường nó rất là khó khăn, thế nhưng chúng ta sẽ cố gắng chị Hương ơi, giúp đỡ. Rồi, xin cảm ơn chị Hương một trăm. Vâng, rồi xin ơi, bây giờ văn phòng chị Hồng đang có mặt và có bác Phạm Văn Thắng. Dạ, vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Bác Phạm Văn Thắng phát biểu một chút đi ạ. Dạ, vâng. Rồi, cảm ơn chị Hương nhiều nha. Mở mic lên Vũ. Hồi nãy giờ mở mic mà bây giờ lại tắt mic. Hả, thanh niên kia, mở mic lên đi. Hồi nãy giờ mở mic, bây giờ tắt mic mất rồi. Chúng ta dành thời gian quan sát trung tâm STIC Hồ Chí Minh ạ. Chào bác Thành 7 tuổi nha. Vâng. Bậc Thắng không lên được rồi. Bậc Thắng đây. Bác Phạm vẫn thẳng đấy. Rồi đó bác. Rồi, bác Phạm vẫn thẳng đấy, chủ tịch chưa? Mọi người có nghe được không? Xin chào tất cả mọi người nhé. Rất rõ bác có nghe được. Hôm nay là cái ngày 29 tháng 10, cũng là ngày họp thường kỳ của trung tâm STIC tại văn phòng là cái phòng liên lạc, trung tâm liên lạc, phòng văn phòng liên lạc của trung tâm STIC tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay đây là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 người tham gia vào đây. Đang tại văn phòng này, rất là nhiều năng lượng. Thế vậy như thế này, tôi cũng vừa nghe các bạn vừa nói chuyện với chúng ta, khẳng định này là chúng ta là cổ đông của một tập đoàn, cái tập đoàn đi giải cứu hành tinh, và nay mai là chia cổ tức. Thế rõ ràng như thế, và chúng ta là thành viên của trung tâm STIC, là được pháp luật thừa nhận là chúng ta có cái hoạt động để làm ra những cái điều sáng, làm những điều được
bây giờ là chúng ta đàng hoàng ở đây thì chúng ta tiếp nhận với tất cả những cái giá trị mà có những cái sự là luôn luôn xuất hiện với nhau. Tôi đã lấy ví dụ là hai bên cùng chơi cờ với nhau, thì bày bàn cờ xong rồi thì anh thứ nhất anh đi con tốt, thì anh kia anh lên con xe. Thế thì từ bên này lấy tốt lên xe, bên kia lên con mã, bên này thì chiếu tướng. Ví dụ thứ hai bên cùng nhìn với nhau. Thì chúng ta là cái người mà của stick thì hiện nay là có những thông tin nó có cái chất lượng. Chẳng hạn như là người ta chỉ nhìn vào một cái khía cạnh nào đó người ta nói, thì thực sự mà nói thì cái đó chúng ta phải tôn trọng. Ban nãy tôi vừa giải thích là công an là gì? Công an là người bảo vệ cái an toàn của công chúng, nhá. Người có trách nhiệm đấy, phải hy sinh đấy, phải đi như tức là canh gác, rồi đi là bảo vệ, rồi là có súng đi để chấn loạn những cái kẻ ăn cắp ăn trộm, mà những cái người mà làm bậy làm bạ này kia để giữ gìn cái an ninh cho cả xã hội, thì đấy là công an. Thì chúng ta chỉ được cái quyền là làm tốt và được hưởng những cái bảo vệ của các đồng chí công an. Tôi phải hiểu cho rất rõ, mà các đồng chí nói cái này các cậu đang sai đấy, thì bảo tôi sai chỗ nào thì em nó sửa. Còn quân đội thì là cái người bảo vệ biên giới, sướng hơn. Chúng ta là công dân lại được công an được bảo quân vệ quân đội bảo vệ bằng cái đồng lương và bằng cái thuế của nhà nước như thế, và một chính quyền có đảng và có chính phủ như thế, chúng ta sướng quán gì nữa. Đi theo Bác Hồ mới được như này, và đi theo đảng nhà nước mới được này đang bảo vệ. Thế thì khi có những câu chuyện mà thấy lệch và cái bắt đầu là chúng ta có một cái gì đó là chúng ta nhận thức cái chưa đầy đủ là chúng ta thiệt. Và nhất là chúng ta lại là một tổ chức, đó là tổ chức là trung tâm thông tin đổi mới, đó là stick, và dưới cái sự như thế là trực tiếp lãnh đạo của Hiệp hội những người lao động sáng tạo Việt Nam và được Bộ Nội vụ cho phép cái hoạt động. Thế nên bây giờ mọi cái việc thì trả lời là do là trung tâm cùng với lại các cái thông tin thì trả lời với nhau. Thế thì có người bảo như thế là cơ sở công an ở đây, bố thực may quá nếu đến đây thì càng tốt, đến đây thì cùng nhau giải thích để cho cái bài giảng về vấn đề này. Các đồng chí phó giám đốc ở đây sẵn sàng. Vì chúng ta đây là có một cái trung tâm để mà trình bày tất cả những thành tựu của công nghệ IoT. Và bằng hai hạt lúa của mình trong 10 hạt đó thì góp sức để làm, cho nên là mùi cà phê ở trong cái con tàu đó có những người đã từng làm. Đến bây giờ kết luận ở đây một cái trình bày này thì mong là các bác đến, mà nay mai còn phát tiếp các giấy mời để mời tất cả thành phố Hồ Chí Minh đến đây để xem. Cái câu chuyện của chúng ta là câu chuyện ngay thẳng rõ ràng mạch lạc như thế. Thì cái tâm lý chúng ta, cái trạng thái là đây là trạng thái của những người đã đi trước tiên phong mà đại diện cho đến 7,8 tỷ người này, là những người ứng phước duyên lớn để cùng nhau là cho cái con tàu đó nhanh chóng kết thúc giai đoạn 15 và nó xây dựng ở khắp các nơi để giải quyết vấn đề môi trường. Thì giải quyết vấn đề ba cái nguyên tắc, nghĩa là ba cái mâu thuẫn là mâu thuẫn về năng lượng, mâu thuẫn về môi trường và mâu thuẫn về kinh tế toàn cầu. Ba cái này chúng ta là những người đang tham gia để làm, mà cái làm cái này xong rồi chúng ta cứu là cái giải cứu hành tinh này bằng những cái đồng tiền lẻ mà theo đúng cái cách của người của ngài Anatoly Yudichky đã nói rồi, là giúp cho những người nghèo có cơ hội để thực hành, để tiến lên trở thành những người giàu có bằng cái công nghệ và được chia phần với nhau bằng cái đồng tiền lẻ của các bạn. Thế thì công thức mà sử dụng đồng tiền đã nói rồi, người SCM đã dạy rồi. Cái đồng duy nhất là tiếp chiên lại chính cái trí tuệ của mình, là cái niềm tin yêu của mình, cái đức tin của mình. Cái đồng thứ hai là biết cho tất cả những cái gì có thể cho là để được ấy, là mang để sẵn sàng để cứu đến những cái lúc chúng ta hoạn. Cái đồng thứ ba là biết tiết kiệm, còn hai đồng còn lại là thoải mái trong việc đầu tư vào sách, và đầu tư đi du lịch, đầu tư để học tập và tiếp bạn, để đầu tư vào những cái gì để tìm kiếm cơ hội. Thế còn năm đồng còn lại phải lo đến sức khỏe. Cái công thức rất rõ ràng, và đi theo ngài Anatoly Yudichky là hãy bằng những cái chất lọc của mình, cái sự nỗ lực của mình để như thế là tham gia vào cái dự án bảo vệ giải cứu hành tinh. Thế trung tâm tinh là đàng hoàng ở đây, được dành mạch rõ ràng ở đây, đóng dấu một cái mời tất cả thành phố đến đây để đi tham quan để theo. Thế này mai mấy đồng chí phó giám đốc là nhanh chóng như thế là phải sẵn sàng để tiếp các đồng chí nào có cái lịch đến đây là phải tiếp đón các đồng chí đàng hoàng để hiểu câu chuyện. Người ta sợ nhất là thiếu. Đức Phật đã dạy là khiếm khuyết lớn nhất của loài người là thiếu hiểu biết. Do thiếu hiểu biết cho nên là nghĩ sai và nói sai. Thế bây giờ nghĩ sai nói sai, chúng ta cùng nhau bảo chính lệnh đó là kể cả chính quyền không phải đúng cả. Nếu chính quyền đúng cả thì không đến mức như thế là phải đốt lò như bác Trọng đang làm. Thì có những cái sai, cái sai nó bình thường, một cái sai bình thường. Vừa tắm xong tí nó đã hôi rồi thì làm sao nó chuyển hóa liên tục. Thì nó có những cái nó phải sai thì sai, phải tắm, phải rửa, phải làm sạch. Thế là để xây dựng an ninh cho mình. Mạng bên chữ thắng bị lát rồi. Nhá, niềm tin vững chắc thì đã có những cuộc chia sẻ rồi. Thì hôm nay họ ở đây thì từ sáng giờ thì đang củng cố niềm tin vững chắc và tự hào nói chứ. Chứ có đồng chí bảo ngoài kia chỗ này chỗ nọ chỗ kia là bây giờ cái gọi là văn phòng ấy chẳng có giá trị gì cả. Bây giờ nhiều người đang sợ và đang bị hù dọa. Có thắng mà chẳng ai hù dọa mình cả.
Stick làm việc sáng tạo cả ngày, dạ mình phải đến đây và đoàn kết lại, mình phải củng cố rất tốt. Và những thành viên của Stick, đồng chí nào chưa vào thì vào đi, để đứng cùng với Hiệp hội Những người lao động sáng tạo Việt Nam để xây dựng đất nước này nhá. Thế mới là sống chứ, sống là tự tin tự tại đàng hoàng, tự hào một dân tộc vĩ đại, tự hào về cái nền như thế là chuyên chính vô sản này, tự hào về những con người như là Bác Hồ, tự hào về những người như là ngài Anatoly Zhukovsky, và tự hào về một đất nước có một nền văn hóa và có những tinh hoa văn hóa vĩ đại, đúng không? Đấy, chúng ta là như thế nhá. Thế thì chắc là cái phút cuối cùng ấy thì là lại muốn này tôi muốn dành cho như thế là Hà Lý. Hà Lý kể, Lý ơi, Lý ở đây kể câu chuyện của Belarus một tí đi, ra đây, ra đây, kể để cho tất cả mọi người trong chúng mình nghe luôn. À kể rồi, à, thế ra con người hành động đã kể rồi, thì đây có Thắng cũng vào để trao đổi thêm. Và thấy rằng là câu chuyện của chúng ta là phải đoàn kết hơn nữa này. Và ban đấy thì đang đề nghị là tăng cường thêm các đồng chí tham gia vào cái chức phó chủ tịch, à phó giám đốc của trung tâm. Và sẽ có người ứng cử để vào đây để chúng ta có thêm lực lượng. Chẳng hạn như là có ứng cử, có đề cử đấy. Nhưng lần này chắc chắn là chúng ta phải tăng cường thêm cái lực lượng trong cái ban lãnh đạo của ban giám đốc ấy, của STIC, để còn thay nhau có thể là tiếp các cái phái đoàn đến cái trung tâm này và đến cái phòng liên lạc này để mọi người nhận thức được. Giáo dục là phải thường xuyên, và giáo dục là phải như thế là mình phải cần tuần tự theo từng bước một. Nhận thức của chúng ta nó theo từng bước một để rồi thì chuyển hóa, chứ không thể một lúc là nhận thức được ngay. Tôi năm 2017-16 vào tham gia với Skyway tại Kiểm Khắc và với Đức thì tôi chẳng biết cái gì. Nhưng mà tôi chịu khó tôi học và cho đến bây giờ thì tôi mới trở thành những người có hiểu biết này. Tôi mới quỳ cho tôi lạy hai cái ông thần cứ đi. Và cho đến bây giờ 70 tuổi mới được như này đấy, chứ không dễ đâu nhá. Thế mọi người cứ phải tích lũy, cứ phải học tập thì chúng ta mới trưởng thành được. Còn nếu mà thiếu học tập mà chi kiến sai lầm thì chúng ta sẽ bước vào những cái bước đi là làm phí cái cuộc đời đấy. Đấy nhá, để truyền đến thông tin cho mọi người như thế thôi. Chắc là cái giờ với nó cũng hết rồi. Thì là tạm dừng ở đấy thì chúng tôi tiếp tục là họp một lúc nữa nhá. Cho tôi rời khỏi cái Zoom này. Và lời phát biểu hôm nay ở đây thì chúc mọi người khỏe mạnh. Và luôn luôn là làm được tốt nữa, đoàn kết tốt nữa. Stick xứng đáng là những người của Hiệp hội Những người lao động sáng tạo Việt Nam. Và chúng ta xứng đáng là những người nay mai sẽ trở thành những cổ đông xuất sắc. Và là những người đại diện cho đến 7,8 tỷ người. Câu này tôi nói thật. Vì chúng ta là một thành viên trong 7,8 tỷ. Còn một câu nữa là hẹn Bác ở Đà Nẵng. Nhá. Đấy, thế thôi. Phải niềm tin là chúng ta vững chắc và chắc chắn là như thế rồi. Chúng ta đã rồi. Nhá. Vâng, tôi xin dừng lại ở đây. Chúc sức khỏe và cái niềm an vui cho mọi người. Anh còn có câu hẹn gặp mặt ở Đà Nẵng. À không, hẹn rồi thì chiều 31 tôi có mặt ở Đà Nẵng rồi. Vâng. Anh hiểu vô cùng. Chiều. Xin cảm ơn Bác Thắng. Ok nhá. Tạm chia tay ở đây. Xin cảm ơn Bác Thắng, xin chào Bác Thắng nhé. Xin chào nhá, hẹn gặp lại nhà Đà Nẵng nhá. Ok, tạm thời là dừng tại đây. Xin cảm ơn mọi người. Bây giờ là mình có thể kết thúc Zoom. Các bạn có nguyện vọng xem lại cái video của Đà Nẵng không thì bật lại. Ui. Có nhiều người chưa được xem đúng không? Dạ. Rồi. Hay quá. Nếu chiếu lại đi, lúc nãy cái đoạn cuối hay quá, tự nhiên nắp đi. Cảm ơn đạo diễn cô Thư nhé. Chúng lại cái video đi để cho tuyệt vời luôn. Cô Thư ơi. Ơi. Đi cái phần mà đăng ký tại Đà Nẵng ấy. Thì anh chị nào mà đăng ký thì nộp tiền cho ban tổ chức đi. Để ban tổ chức cùng lo mua đồ này kia. Nhá. Đúng rồi. Đông làm hồ sơ để mà bổ nhiệm làm phó giám đốc ấy. Thôi. Bây giờ đi. Bây giờ lo cái... Đăng xe mà mình chiếu nha Liễu. Cái khóa học là bây giờ thì ai đăng ký học thì nộp 500 luôn, chuyển về cho Hồ Liễu để mọi người chuẩn bị công tác, chuẩn bị cho nó trồng trịa. Để không biết được số lượng mà chuẩn bị vật tư, thiết bị rồi này kia nữa nha. Nông mau nha. Rồi. Liễu chiếu hay là cô chiếu? Chiếu cũng được mà khi này để anh Đông nói xong á. Liễu ơi, là lúc nãy Liễu chiếu tự nhiên sau cái lúc quấy nó để lắp đi, hay là do lỗi của video? Tận để con chiếu lại. Rồi. Liễu ơi, Liễu. Bây giờ mình chụp hình cái đã, mình chụp hình mở hết cả camera để chụp hình nhá. Cả nhà chụp hình đã. Rồi đầu tiên là giơ tay. Thứ hai là giơ tim. Đó. Rồi sau đó thả tim. Đấy, nó phải lần lượt như vậy. Rồi Liễu chụp nha. Nhanh có rụng tim rồi thôi nè. Rụng tim rồi.
đẹp rồi ạ. Rồi. Xin tạm biệt và thay lời mời Đà Nẵng bằng cái video rất là tâm huyết của các bạn ở Đà Nẵng nha các bạn. Tuyệt vời nhé, video đấy là muốn vào Đà Nẵng. Chưa gửi video lên, gửi video lên nhóm ạ. Chị gửi video lên nhóm nhá. Thanh Hương ơi, Thanh Hương ơi, vào Đà Nẵng thôi. Chị gửi video lên nhóm nhân nhóm chị nhá. Dạ. Gửi lên nhóm ạ, gửi lên nhóm. Nhiều người biết tới hơn ạ. Thanh Hương cũng gửi lên nhóm, các nhóm trên này. Thanh Hương xinh đẹp ơi. Thanh Hương xinh đẹp ơi, bạn yêu ơi, đi Đà Nẵng thôi. Ôi giời. Bao ngày ăn, bao ngày ăn chơi rồi ta đi Đà Nẵng luôn. Cô già 92 tuổi chưa có thể ra. Ôi trời ơi. 42 tuổi là một chủ doanh nghiệp ở Đà Nẵng. Mình đã đầu tư vào tập đoàn UST Technology, được gọi tắt là tập đoàn UST. Vì đây là một cơ hội độc đáo tạo ra một tương lai sung túc cho chính mình và người thân. Và mình vô cùng vinh dự được phục vụ lớp học khóa K6 nhân bản sứ giả gieo hạt kim cương tại thành phố Đà Nẵng vào thời gian tới. Trân trọng kính mời các bạn đến với lớp học K6 để tìm thấy con đường ngắn nhất để đạt được mục tiêu tài chính cho tính cho cuộc đời mình. Xin chào, tôi tên là Hồ Thị Đốt, tôi đến từ Nghệ An, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Tôi từng là một nhân viên văn phòng. Trong những năm qua, vấn đề về môi trường như ô nhiễm, biến đổi khí hậu toàn cầu, mực nước biển tăng cao, ngày càng diễn biến phức tạp và tác động mạnh mẽ. Chào bạn Mai Thương nha. Cảm ơn bạn đã vào nghe livestream buổi Zoom sáng hôm nay của mình nha. Chúc bạn một buổi sáng thứ bảy tốt lành, full năng lượng và sinh lương nặng mà nhé.
Tuyệt vời quá, chuỗi video của Đà Nẵng quá tuyệt vời luôn. Cảm ơn cô Thư, cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn ban tổ chức phòng Zoom sáng hôm nay. Cảm ơn cô Thư, cảm ơn Bạc Thắng, cảm ơn tất cả anh chị em. Chúc một buổi sáng thứ bảy cuối tuần thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và nhận được nhiều giá trị trong buổi sáng hôm nay. Chúc cả nhà buổi trưa ngon miệng nha. Buổi Zoom đã kết thúc. Buổi Zoom vô cùng giá trị từ những anh chị em của trong tâm huyết của tập đoàn UT và đã chia sẻ những tiểu nhân văn giá trị tuyệt vời từ UT, và tuyệt vời hơn nữa là một chuỗi Zoom, chuỗi video của các cô chú anh chị em ở Đà Nẵng thay cho lời mời để chúng ta tham dự khóa K06, khóa học K06 tại văn phòng Đà Nẵng, tại một thành phố xinh đẹp Đà Nẵng. Luôn luôn chào đón anh chị em Nghệ An và tất cả các bạn nhớ dành thời gian đăng ký khóa học K06 để chúng ta có mặt tại thành phố xinh đẹp Đà Nẵng vào ngày 1 đến ngày 5 tháng 11 năm 2022 để tìm hiểu về UT nhé, tìm hiểu về cơ hội cổ phần doanh nghiệp tiềm năng trước IPO nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh chị em nào mong muốn được tham dự, được có mặt, nhận nhiều giá trị ở khóa K06 tại thành phố xinh đẹp Đà Nẵng, hãy inbox cho Lượng nha. Để chúng ta cùng có mặt ở khóa K06 nha. Xin chào các bạn. Hẹn gặp bạn ở những buổi livestream tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.
Chúc các bạn một buổi trưa ngon miệng nha. Bây giờ là người tắt livestream để cùng ăn cơm với gia đình. Buổi cơm cuối tuần ấm áp bên người thương.